Bạn làm bất cứ cái gì trong cuộc đời này mà bạn áp dụng đúng ba cái pháp tu ấy cho tôi trong thời trong 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 đúng cái thì hiện tại ấy, tôi chắc chắn bạn làm kiểu gì cũng thành công. Bạn đi bán hàng bạn cũng thành công, bạn làm kỹ thuật bạn cũng thành công, bạn làm chuyên môn nghiệp vụ bạn cũng thành công. Không cần phải xác định mình đứng ở đâu trong xã hội, bởi vì khi mà bạn phải định vị bạn đứng ở đâu trong xã hội thì khi đấy là chính bạn bị bấn loạn trong tâm. Vì chẳng bao giờ bạn đứng cao trong xã hội được cả. Vì núi cao còn có núi cao hơn, mình tài thì còn có người tài hơn. Cho nên kẻ nào mà xưng danh mình là số 1 thì kẻ đấy bản chất có là số 1 đi chăng nữa thì cũng bấn loạn trong tâm vì phải cố giữ số 1. Cho nên là bạn không cần phải so sánh với những người đời để làm gì. Vậy chỉ cần định vị chính mình để biết cái sai của mình để sửa, thế là mình hạnh phúc rồi. Vậy thì có mấy thứ để mình biết. Trong một con người thì được chia ra 3 phần: thân, tâm, tuệ. Thì trong cái 3 cái phần này thì bạn kiểm tra xem là cái phần thân của mình ấy, thì bạn chỉ cần kiểm tra đúng cái này thôi nhé. Bạn dùng đúng cái pháp tu này cho tôi. Nó có rất nhiều pháp tu, nhưng tôi chia sẻ với bạn cái pháp tu này là sống trong hiện tại. Và thế nào gọi là sống trong hiện tại? Người ta gọi là nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm. Thế nào gọi là nhiệt tâm? Nhiệt tâm có nghĩa là khi mà bạn gặp một người nào đó, bạn sẽ dồn hết tâm cho người ta trong cái thời khắc đấy thì người ta gọi là nhiệt tâm. Và bản chất người nhiệt tâm thì chính là cái khái niệm là thân ở đâu thì tâm ở đó. Tôi lấy ví dụ, khi tôi đang ngồi nói chuyện với một anh bạn cà phê chẳng hạn, mà tôi lôi điện thoại ra, xong tôi gọi điện cho một cái con bạn của tôi, alo, rồi thế tình hình em bao giờ thì em xuống Hà Nội, thế tình hình Covid có việc gì không? Tôi hỏi các anh chị là ngồi uống cà phê với người đối diện mà đi điện thoại cho một người khác thì cái người ta gọi là gì ạ? Thân ở đây nhưng tâm để ở chỗ cô bạn kia. Hay là chúng ta một ông sếp đang ngồi nói chuyện thế này, đang ngồi viết thế này, sếp nhân viên nó vào nó báo là em chào anh ạ, em có việc muốn báo cáo anh ạ. Thế nhận ra thằng sếp cứ viết thế này, nói đi, anh vẫn nghe mà. Vậy thì tâm của anh để trên cái tờ giấy anh viết, mà anh đi anh nói chuyện với người khác thì như vậy thể hiện một cái thái độ coi thường. Như vậy người ta gọi là không nhiệt tâm. Ví dụ mà đang tiếp khách bán đất thôi, bất động sản, mà trong lúc tiếp khách lại cứ nhấp nha nhấp nhổm đi ra ngoài để nhắn tin với bồ thôi, thì như vậy người ta gọi là không nhiệt tâm. Như vậy, hay là ngồi xem tivi mà nghĩ vẩn vơ không biết tivi nói gì thì cái đấy nó gọi là không nhiệt tâm. Vậy thì thân một nơi, tâm một nơi, người ta gọi là tâm thần. Thân và tâm nó cách xa nhau thì như vậy là nó không tập trung vào cái việc mình định làm mà nó cứ lan man sang cái chỗ khác, thì như vậy nó gọi là không nhiệt tâm. Vậy tóm lại, nếu tôi đang live stream với cả nhà như thế này thì trong cái tâm tưởng của tôi là 100% dành cho cả nhà. Bây giờ có gái đẹp nó mặc không mặc đồ chăng nữa, nó có đi lởn vởn xung quanh, vợ tắm rửa sạch sẽ lên giường rồi cũng không để ý, như vậy gọi là nhiệt tâm. Còn vừa live stream lại vừa nhìn đùi phụ nữ trắng thì không live stream. Đấy, như vậy người ta gọi là cái bước 1 là nhiệt tâm. Vậy để bạn định vị bạn là ai thì bạn kiểm tra giúp tôi xem là bạn có nhiệt tâm không, và trong một ngày bạn có bao nhiêu phút tâm thần. Đấy, nếu có 24 tiếng và trừ đi 8 tiếng ngủ còn 16 tiếng, mà kẻ nào mà mất độ khoảng 8 tiếng tâm thần rồi, chỉ còn có 8 tiếng nhiệt tâm thôi, thì tôi nói với các anh chị rằng người đó cuộc đời này nó không có thành quả lớn. Và nhiệt tâm này người ta gọi là gì ạ? Sự tập trung. Sự tập trung. Mà dùng một cái từ nhiệt tâm thì nghe nó dễ thôi, nhưng khó lắm đấy. Là bởi vì bạn phải thoát khỏi cái sự cám dỗ của đời thường. Nói gì thì nói chứ,
kể cả thầy chẳng qua là đối cảnh nó chưa đủ lớn thôi, chứ còn ví dụ như tôi đang ngồi live stream thế này mà hoa hậu nó không mặc đồ mà nó lại bảo là anh ơi dừng live stream đi mình đi ngủ, thì với cái đối cảnh này chắc gì đã đỡ được. Nhưng vợ nó bảo là anh ơi đừng live stream nữa đi vào ngủ thì vẫn đỡ được, vì là cái đối cảnh này nó còn thấp. Nhưng mà hoa hậu thì có khi là thôi, có khi không live stream thật. Vậy cho nên gặp đối cảnh mới biết là mình tu sâu hay không. Còn nếu không thì cứ ngồi bô khoác vậy thôi, chứ còn chắc gì đã tu được. Đấy, thế thì cái đấy người ta gọi là nhiệt tâm. Và thường các bố không nhiệt tâm là vì đang nói chuyện với ông A thì lại gặp ông B, ông gọi điện đến, xong ông cho một cái cơ hội nào đấy lớn hơn với cơ hội mà mình đang ngồi nói chuyện với ông A, là có khi bố lại vứt ông A đấy, bố phi xe máy đến chỗ ông B ngay. Và cả cuộc đời bố cứ chạy lòng vòng đuổi hình bắt bóng như vậy thì là không nhiệt tâm. Thì khái niệm đầu tiên của tôi gọi là khái niệm nhiệt tâm. Mà của đạo Phật ấy, khái niệm thứ hai là tỉnh giác. Ok, nhiệt tình thì được rồi. Như vậy nhiệt tình có nghĩa là khi tiếp ai đó thì mình dành toàn bộ tâm sức quán chiếu đến họ. Và việc thứ hai là tỉnh giác, luôn luôn đặt cái câu hỏi là họ muốn gì, họ muốn gì, họ muốn gì, họ muốn giá trị gì. Cho nên cái người mà làm quan to ấy, khi mà bạn đến gặp họ thì câu cửa miệng họ hỏi có việc gì không cháu, tức là bản chất họ muốn hỏi là gì ạ, mày muốn gì, đúng không ạ? Thế thì cái cô bán hàng còn hỏi là gì ạ, chú ơi chú định mua sản phẩm gì ạ, tức là ý là gì, ông muốn gì đấy. Cho nên luôn luôn tỉnh giác. Mà có ba loại để tỉnh giác: một là ngu không đoán được họ nghĩ gì thì phải hỏi, hỏi trực tiếp, hỏi trực diện thôi, bác muốn gì. Hai là ngu vừa vừa, nửa đoán được nửa không, thì phải hỏi câu hỏi gì ạ, loại trừ. Ba là gì ạ, tỉnh giác hẳn như Đức Phật, bố không cần hỏi, bố biết mày nghĩ cái gì thì là quá tốt. Nhưng mà lại có loại thứ tư là nguy hiểm, là không đoán ra họ nghĩ cái gì nhưng mà vẫn tinh vi này, bố không cần hỏi bố biết mày nghĩ cái gì, thì cái loại đấy là loại gì ạ, loại ngu và nguy hiểm thì không nói làm gì rồi. Thế thì ở đây là thôi, mình ngu mình không biết là bác muốn gì thì em hỏi bác. Hai là em thông minh hơn chút, em đoán với có đúng không thì em hỏi mấy câu loại trừ, à để em đoán thế là được, đoán thế nó chính xác hơn. Và thứ ba là như Đức Phật rồi thì không nói. Thế thì bạn phải kiểm tra lại xem cái tuệ của bạn ở cái tầng nào để bạn tỉnh giác. Nói về tỉnh giác là nói phần gì ạ? Phần tuệ. Nói về nhiệt tâm là nói về sự gắn kết giữa thân và tâm. Và tỉnh giác là nói về phần tuệ. Và cuối cùng là nói về chánh niệm. Chánh niệm chính là tu. Thỉnh thoảng vẫn biết là tôi đang rất là nhiệt tâm với khách hàng, tôi vẫn biết mong muốn cái giá trị của khách hàng này nó như thế này, ông này ông ấy đòi hỏi như thế này và tôi cố gắng tôi đáp ứng. Nhưng thỉnh thoảng trong não mình là nó vẫn gợn lên những cái tàn niệm, là thỉnh thoảng bảo chị ngoại nó thật này nó khó tính thế nhỉ, mẹ tiên sư là sáng ra gặp thằng khốn nạn này khó tính thế nhỉ, tức là trong não mình nó vẫn vang vẳng cái thông điệp đấy. Thế thì bấy giờ là phải chánh niệm, lúc ấy nín lại là thôi cố gắng phục vụ bác ấy, cố gắng phục vụ được bác này thì ai mình cũng phục vụ được, người khó tính như thế này mà mình phục vụ được thì ai mình cũng phục vụ được, cố gắng vượt qua cái ngọn núi này để thử xem mình có trình độ bán hàng không. Thì bây giờ nó rất là chánh niệm, nhưng mà thỉnh thoảng vẫn phọt ra cái tàn niệm ở trong não, mẹ tiến sư sáng ra đã gặp thằng khốn nạn rồi đấy, thì cái chuyện đấy là chuyện bình thường. Cho nên là bạn phải nhìn thấy là gì ạ, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm là ba thứ trong một thời khắc chúng ta luôn liên tục phải sử dụng ba cái pháp tu này. Và để biết được bạn định vị bạn là ai thì kiểm tra tôi xem là trong một ngày cái hàm lượng thân với tâm của bạn nó tách rời nhau trong bao lâu. Thứ hai là tỉnh giác, thì cái việc mà bạn gặp, bạn kiểm tra xem những người xung quanh bạn và những người bạn đã từng gặp, bạn có biết họ mong muốn của họ là gì không? Và nếu bạn đến bây giờ mà bằng này tuổi đầu mà bạn vẫn không biết bố mẹ bạn muốn gì, các chị, anh chị em của bạn là mong muốn điều gì, rồi các bạn của mình là họ
họ có cái mưu cầu gì trong cuộc sống, cái giá trị gì làm cho họ thích, thì rõ ràng cuộc đời của bạn chưa bao giờ là người tỉnh giác hết. Bạn luôn sống trong sự mơ hồ và bạn chỉ tập trung vào cái giá trị bạn mong muốn thôi, chứ không bao giờ tập trung vào sự tỉnh giác là những người xung quanh mong muốn cái gì. Và cuối cùng là chánh niệm. Và đặc biệt là bạn làm bất cứ cái gì trong cuộc đời này mà bạn áp dụng đúng ba cái pháp tu ấy cho tôi trong thời trong đúng cái thì hiện tại, tôi chắc chắn bạn làm kiểu gì cũng thành công. Bạn đi bán hàng bạn cũng thành công, bạn làm kỹ thuật bạn cũng thành công, bạn làm chuyên môn nghiệp vụ bạn cũng thành công, và thậm chí trong giao tiếp bạn cũng tạo ra cái giá trị thành công. Và áp dụng cho tôi cái đó thật tốt, và định vị mình chính là định vị cái khả năng trong một thời khắc bạn nhiệt tâm chiếm bao nhiêu phần trăm, bạn tỉnh giác chiếm bao nhiêu phần trăm, và tà niệm nó nổi lên trong con người bạn chiếm bao nhiêu phần trăm. Mà anh em dạy NLP hay gọi đấy là tư duy tiêu cực đấy. Tà niệm chính là tư duy tiêu cực, và họ dạy cho bạn chánh niệm chính là việc họ dạy cho bạn gì ạ? Tư duy tích cực đấy. Rồi ạ, cuối cùng là chúc bạn không cần phải định vị mình với ai hết, chỉ cần kiểm tra xem cái hàm lượng phần trăm trong nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm của mình ra sao, và mỗi một ngày qua đi mình nâng được cái hàm lượng ấy lên thì chính là mình đã nâng định vị bản thân mình lên rồi, và không cần phải định vị với bất cứ ai cả. Chúc bạn thành công. Cảm ơn bạn. Đối với mỗi doanh nghiệp, quản trị nhân sự chính là bộ phận không thể thiếu. Công việc của bộ phận nhân sự không chỉ nhiều mà cũng rất phức tạp, nhưng để có người thực sự có kinh nghiệm cho bộ phận này lại là điều không hề dễ. Nhằm đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp và tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao, Tập đoàn CEO Việt Nam triển khai chương trình huấn luyện ngành quản trị nhân sự. Chương trình được đào tạo theo mô hình quân đội phối hợp với hệ thống giáo dục quốc gia. Chương trình áp dụng mô hình đào tạo được top 20 trường đại học trên thế giới áp dụng, cung cấp cho người học các kiến thức chuyên môn nền tảng và thực nghiệm sát với nhu cầu của doanh nghiệp. Người sáng lập chương trình là ông Ngô Minh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn CEO Việt Nam. Chương trình huấn luyện ngành quản trị nhân sự là chương trình đào tạo chuyên ngành quản trị nhân sự uy tín, được xây dựng trên 4 mảnh ghép nền tảng. Mảnh ghép 1: rèn luyện kỷ luật bản thân. Học viên sẽ được ăn, ở, rèn luyện tập trung trong một năm xuyên suốt tại trường doanh nhân CEO Việt Nam. Mục tiêu rèn luyện trong khuôn khổ nghiêm túc từng ngày, giúp học viên có thói quen kỷ luật khi làm việc. Mảnh ghép 2: huấn luyện kiến thức thực tiễn. 100% các học viên sẽ được huấn luyện bởi những nhà quản lý, được học và trải nghiệm trong 240 giờ trên giảng đường và tại doanh nghiệp, giúp học viên có góc nhìn tổng thể về nghề quản trị nhân sự, văn hóa doanh nghiệp, hiểu rõ nghiệp vụ, thành thạo các kỹ năng chuyên sâu. Mảnh ghép 3: kiến thức hội nhập. Học viên được học tiếng Anh giao tiếp căn bản, tiếng Anh giao tiếp trong công việc, học kỹ năng giao tiếp, chơi nhạc cụ, trải nghiệm văn hóa ẩm thực Âu Á. Mảnh ghép 4: kiến thức nền tảng căn bản. Chương trình đào tạo cao đẳng chính quy công lập, chuyên ngành quản trị nhân sự, thời gian học 3 năm theo chương trình của Bộ Công Thương với bằng cao đẳng chính quy. Lộ trình thăng tiến: được đào tạo từ chuyên viên hành chính nhân sự, chuyên viên tiền lương, chuyên viên tuyển dụng, chuyên viên bảo hiểm xã hội và phụ cấp chính sách lao động, chuyên viên đào tạo nội bộ, trưởng phòng nhân sự, giám đốc nhân sự. Đặc biệt, 100% các học viên ra trường được bố trí việc làm với mức lương trên 5 triệu một tháng. Làm việc tại các công ty, tập đoàn, chủ doanh nghiệp là đối tác của Tập đoàn CEO Việt Nam. Đối tượng tham gia chương trình là học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông, có tố chất như tính cách nhẹ nhàng, thấu hiểu người khác, đa phong cách, mong muốn một công việc thu nhập cao và ổn định. Bạn là học sinh chuẩn bị tốt nghiệp trung học phổ thông, bạn đang phân vân lựa chọn ngành nghề phù hợp, bạn có khả năng tính toán, phán đoán và tư duy logic, bạn luôn cẩn thận, chính xác, bạn là người nhạy bén, có sự đam mê. Không chỉ vậy, bạn còn mong muốn có kỹ năng chuyên môn, nâng cao tư duy và được thăng tiến trong công việc. Vậy, chương trình này là dành cho bạn. Chương trình đào tạo ngành quản trị tài chính được đào tạo theo mô hình huấn luyện bản quyền của trường doanh nhân CEO Việt Nam phối hợp với hệ thống giáo dục quốc gia. Chương trình đào tạo ngành quản trị tài chính ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp tại các vị trí tài chính, cung ứng nguồn nhân lực có ý thức, trách nhiệm, thái độ tốt, nắm vững chuyên môn của ngành. Lộ trình học tập 3 năm của bạn. Năm 1, bạn sẽ được học tập chương trình đào tạo khép kín theo mô hình quân đội đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam giúp bạn có kỷ luật tốt. Được rèn luyện kinh nghiệm thực tiễn từ các chuyên gia tài chính, giám đốc tài chính của doanh nghiệp với khối lượng kiến thức thực tế hữu dụng. Đào tạo kỹ năng mềm. Được hoàn thiện tư duy năng lực làm việc theo đúng yêu cầu của doanh nghiệp. Năm 2,
thực tập tại doanh nghiệp theo thời gian quy định của luật lao động. Học viên được chuyên gia của tập đoàn CEO Việt Nam hỗ trợ nghiệp vụ trong suốt thời gian thực tập học cao đẳng chính quy vào buổi tối. 5.3. Đi làm tại doanh nghiệp do tập đoàn CEO Việt Nam bố trí học cao đẳng chính quy vào buổi tối. Lộ trình thăng tiến của bạn. Bạn sẽ có nhiều công việc để lựa chọn và có cơ hội thăng tiến về nghề nghiệp tùy theo năng lực của bản thân. Chuyên viên tài chính, phân tích, tư vấn đầu tư, quản trị nguồn vốn, quản trị tài chính, định giá tài sản, tư vấn tài chính doanh nghiệp, phân tích, quản trị rủi ro, quản lý danh mục đầu tư, trợ lý tài chính cho tổng giám đốc, giám đốc, giám đốc tài chính. Chương trình được sự cộng hưởng và đào tạo bởi hai đơn vị uy tín. Tập đoàn CEO Việt Nam, đơn vị hoạt động lâu năm trong lĩnh vực kinh doanh và đào tạo, tư vấn chiến lược cao cấp cho hơn 360 tập đoàn và tổng công ty lớn, đào tạo cho hơn 1.000 giám đốc, trưởng phòng kinh doanh trên toàn quốc. Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội là đơn vị công lập trực thuộc Bộ Công Thương. Nhà trường có 58 năm lịch sử và sở hữu nhiều chuyên gia đầu ngành. Người sáng lập chương trình, ông Ngô Minh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn CEO Việt Nam. Trường Doanh nhân CEO Việt Nam tin tưởng kết quả đào tạo ngành quản trị tài chính theo mô hình đang áp dụng sẽ cung cấp đầy đủ chất lượng nguồn nhân lực cho thị trường lao động. Bằng cam kết mạnh mẽ, 100% sinh viên sẽ có việc làm với mức thu nhập trên 5 triệu đồng ngay sau chương trình đào tạo quản trị tài chính. Đối tượng tham gia chương trình: học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông, có tố chất, giỏi toán, tỉ mỉ, cẩn thận, mong muốn có công việc, thu nhập cao, ổn định. Thông tin chi tiết chương trình đào tạo vui lòng truy cập website trườngdoanhnhânceovietnam.edu.vn, hotline tư vấn trực tuyến 0986 776622.